Đây là một buổi tuyên truyền pháp luật tại bản trọng điểm về an ninh trật tự, Pờ Ngài. Công việc thường xuyên này được lực lượng công an huyện Phong Thổ lồng ghép tuyên truyền luật tín ngưỡng và tôn giáo để bà con tránh bị kẻ xấu lợi dụng đi theo các đạo trái pháp luật. Các cấp công an huyện cũng đã tuyên truyền bà con nhân dân không đi tin kẻ xấu, chấp hành và bà con nhân dân trong bản thì cũng là an phát triển kinh tế. Pờ Ngài có 49 hộ, 100% là người Mông. Chính vì vậy để bí thư chi bộ, trưởng bản hoặc những người có uy tín trong cộng đồng dân tộc Mông tham gia vào các công tác tuyên truyền bỏ tà đạo sẽ đem lại nhiều thuận lợi. Bởi các hoạt động tuyên truyền cần được phối hợp chặt chẽ, nhạy bén, tôn trọng văn hóa đặc trưng và hướng tới sự đồng thuận trong cộng đồng dân tộc Mông. Theo cái công tác tuyên truyền của bí thư chi bộ Hà Thán ấy, thì mới tuyên truyền là mình theo đạo nhưng mà phải yêu nước. Chủ tiếc là bí thư chi bộ trên này cũng có tuyên truyền Hà Thán. Sinh hoạt tôn giáo ở trên này là 100% mà vẫn tuân theo quy định của pháp luật. Thực hiện rất hiệu quả đó là cái công tác vận động tranh thủ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đó là các trường hợp là trưởng nhóm, chức sắc, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và trong có niềm tin với tôn giáo. Mưa dầm thấm lâu, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị đã có được hiệu quả. Tính đến tháng 4 năm 2024, Lai Châu đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động của ba tà đạo, bà cô dợ, dê sùa và ân điển cứu rỗi. 100% người dân nhận ra việc tin sinh hoạt theo các tổ chức trái quy định pháp luật là sai và đã tự ký cam kết từ bỏ tà đạo, chấp hành quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.